Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 7 tháng 11 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi thị trường nhiều địa phương trong vài ngày qua đã rơi mốc 50.000 đồng trên 1 kg thì trong ngày hôm nay, các ông lớn trong ngành chăn nuôi lại thông báo tiếp tục giảm giá hơi từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg so với giá niêm yết trước đó. Cụ thể, một số công ty chăn nuôi lớn như CP Việt Nam, Dabaco Việt Nam đã quay đầu giảm từ 1 cho đến 2.000 đồng đối với heo có trọng lượng từ 120 kg trên một con trở lên, đây là số heo tồn nạo lâu ngày kéo dài từ đợt giãn cách cho đến nay. Theo đại diện một công ty chăn nuôi ở khu vực miền Nam cho hay, việc giảm giá là hình thức kích thích cầu cũng như là tăng giải phóng trại để tăng đàn bán vào dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Trước đó CP liên tục tăng giá trong tuần cuối của tháng 10 và đầu tháng 11. Đại diện CP Việt Nam cũng giải thích thời điểm đó chỉ tăng giá đối với heo quá lứa 120 cho đến 130 kg trên một con, nay heo quá lứa lại có xu hướng giảm giá. Trước thông tin các ông lớn trong ngành chăn nuôi như CP Việt Nam, Damaco Việt Nam tăng rồi lại giảm giá hơi, theo ông Hải, một chủ trang trại chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai cho hay. Đây có thể là chiêu trò của các công ty chăn nuôi. Hồi tháng 10 heo quá lứa ở các công ty đang ứ động quá nhiều, giá giảm sâu. Công ty tăng giá bán để thu lại lợi nhuận khi mà xuất heo loại này. Nay heo quá lứa đã xuất hết, các công ty lại giảm giá, từ đó kéo theo giá ở thị trường tự do cũng có xuống giảm. Bởi giá hơi ở thị trường tự do phụ thuộc rất lớn vào sự biến động của các ông lớn trong ngành chăn nuôi. Hiện nay ở nhiều địa phương trên thị trường tự do, đà giảm của các ông lớn ngành chăn nuôi, giá hơi ở các khu vực này cũng có xuống giảm, đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng có xuống giảm nhẹ từ 1 cho đến 2 giá so với ngày hôm qua. Giá heo hơi tiếp tục lao dốc trong 4 tháng giãn cách xã hội, rồi tăng vọt mạnh mẽ trong những ngày cuối tháng 10, để rồi sau đó lại tiếp tục trứng giá và hiện nay lại có xu hướng giảm nhẹ. Với mức giá 45 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg ở nhiều địa phương, người chăn nuôi vẫn chưa có lãi trong giai đoạn này. Tuy nhiên, đối với các công ty chăn nuôi lớn lại ngược lại, các doanh nghiệp này đang kỳ vọng có lợi nhuận tốt trong những tháng cuối năm 2021. Tính hết quý 3 năm 2021, tập đoàn Dabaco Việt Nam đạt ước tính hơn 4.000 tỷ đồng doanh thu và 138 tỷ đồng lợi nhuận sau thế. Dự báo giá hơi có xuống phục hồi sẽ kéo dài trong quý 1 năm 2022 khi mà nhu cầu tiêu thụ thịt rơi vào những tháng cao điểm, đặc biệt là trước và sau Tết âm lịch. Còn theo công ty chứng khoán MBS cũng đánh giá Việt Nam có khả năng sẽ vươn lên vị trí thứ hai ở khu châu Á về tiêu thụ thịt heo vào những tháng cuối năm chỉ sau Trung Quốc. Còn theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng giảm rải rác ở nhiều địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam. Tuy nhiên, nếu so sánh với giá hơi ở thị trường miền Nam và thị trường miền Bắc, thì hiện nay các tỉnh ở thị trường miền Nam mặt bằng vẫn cao hơn so với miền Bắc. Cụ thể theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Kiên Giang giao động trong khoảng 44 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay có mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh giao động 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu trong ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng về mức 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 44 cho đến 46.000 đồng Vĩnh Long phổ biến mức giá 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. An Giang là địa phương có mức giá cao trong ngày hôm nay khi nhiều huyện ở khu vực này đang dao động trong khoảng 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Đồng Tháp dao động trong khoảng 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Cà Mau có mức giá thấp hơn, dao động trong khoảng 44 cho đến 47.000 đồng Tiền Giang và Long An trong ngày hôm nay có mức giá 45 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ ở tỉnh Đồng Nai khi nhiều địa phương ở khu này báo giá 46 cho đến 48.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay cũng có mức giá 48.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh 47 cho đến 49.000 đồng. Các địa phương còn lại ở thị trường miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay có mức giá giao quanh 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng đã về mức áp sát 40.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể trong ngày hôm nay, Hà Nội giao động trong khoảng 42 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên phổ biến mức giá 43 cho đến 46.000 đồng Thái Bình giao động mức giá 42 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam trong ngày hôm nay, đối với heo loại 1 phổ biến mức giá 44 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg, loại 2 có mức giá thấp hơn, giao động từ 3 cho đến 4 giá. Đối với tỉnh Quảng Ninh là địa phương có mức giá cao trong ngày hôm nay khi nhiều địa phương vẫn đang báo giá 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí Hải Phòng còn có mức giá thấp hơn. Nhộ chăn nuôi báo giá ở huyện Thủy Nguyên của Hải Phòng giao động mức giá 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương có mức giá 41 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Trong khi đó hai địa phương Ninh Bình và tỉnh Nam Định giao động mức giá 43 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Phú Thọ trong ngày hôm nay 41 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên giao động mức giá 40 cho đến 43.000 đồng. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá 42 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Hai ngày như tại Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng có mức giá giao động 42 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Tuyền Quang phổ biến mức giá 40 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn là địa phương có mức giá cao trong ngày hôm nay khi nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực cao lộc của Lạng Sơn lên đến 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng giao động 43 cho đến 47.000 đồng. Yên Bái trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 42 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào chất lượng của heo. Trong khi đó các tỉnh ở khu vực Tây Bắc ngoài tỉnh Hòa Bình có mức giá thấp, dao động trong khoảng 40 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg thì Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có mức giá khá cao. Đối với tỉnh Lai Châu trong ngày hôm nay, nhựa chăn nuôi giao báo giá dao động trong khoảng 47 cho đến 55.000 đồng. Sơn La 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên trong ngày hôm nay cũng báo giá giao quanh 48 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, theo số liệu thống kê trong quý 3 năm 2021, chung với thời điểm đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, nhập khẩu thịt heo đông lạnh của nước ta đã giảm 23% về lượng và giảm 26% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Lần đầu tiên trong lịch sử 3 năm, nhập khẩu thịt heo đông lạnh ở Việt Nam đã giảm mạnh và nhiều người nhận định nhập khẩu thịt heo giảm sẽ kéo giá hơi ở trong nước tăng thêm. Tuy nhiên trong vài ngày qua, giá hơi ở nhiều địa phương đang có xu hướng chứng lại, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay hầu như đang đi ngang, cụ thể như Thanh Hóa trong ngày hôm nay, đối với dòng heo đẹp, heo siêu loại 1 đang có mức giá 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Heo dân móng cái lông trắng trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 44 cho đến 47.000 đồng Nghệ An trong ngày hôm nay mức độ tranh lệch cũng khá lớn. Theo ghi nhận ở huyện Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An trong ngày hôm nay báo giá lên đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên các địa phương khác như là Diễn Châu của tỉnh Nghệ An lại chỉ có mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg, tranh lệch cả 10 giá. Hà Tĩnh giao động trong khoảng 47 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 48 cho đến 50.000 đồng. Quảng Trị 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng 47 cho đến 51.000 đồng. Các địa phương như Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 46 cho đến 49.000 đồng, Khánh Hòa 47.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay có mức giá xung quanh 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động. Đắk Lắk là địa phương có mức giá khá cao khi trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 48 cho đến 52.000 đồng. Gia Lai phổ biến mức giá 50.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông dao động trong khoảng 49.000 đồng. Lâm Đồng phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, theo Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thành sản xuất nếu chăn nuôi khép kín theo chuỗi từ nuôi heo nái đến nuôi heo thịt là khoảng 45 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Còn chăn nuôi phải mua con giống thì giá thành cao hơn, giao động 53 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg như vậy với mức giá hơi trên thị trường hiện nay người chăn nuôi khép kín vẫn chưa có lãi còn đối với chăn nuôi nông hộ phải mua con giống từ bên ngoài thì đang chịu cảnh thua lỗ và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.